Ôi, bị phục quân mẹ nó kích. What the fuck? Nó phục kích ở nhà. Phục kích mình ở tận nhà đi mẹ. Mấy cái thằng cờ hó này. Ok. Xuống đây, Brick sẽ mẹ hỗ trợ, à sẽ yểm trợ cho mình. À, có thằng chó ở đây. Chết với tao. Mày nằm im đấy. Mấy con cờ hó này dám chơi anh à? Không ai dám fuck với mẹ Sam Fisher cả. Các chú hiểu chưa? Các chú hiểu chưa? Hả? Chết chưa? Để ý bọn còn lại. Làm gì còn ai? Chết cha mày chưa? I've got movement behind the hangars. Chết. Mày về đây. Mày. Ui mẹ sao bọn nó đông thế? Sợ quá, mẹ chạy đéo kịp. Chết cha mày đi. Ô, xe đuổi chết mẹ. Ở đâu hết rồi. Chạy. Mày làm sao qua lại được bằng kỹ năng của anh? Hết mẹ, gần hết đạn rồi, chết tôi rồi. All engines online. Ui đông quá. Té. Thử xem mẹ còn cái gì không. Mày chưa sử dụng lựu đạn bao giờ. Chạy chứ. Chết. Thay đạn nhanh vậy. Đeo bắn súng này nữa. Lấy hẳn súng kia mà. Mày. I think we're clear. Đuôi à. Té. Ô, ngã. Ngã lộ cổ. Chồng cả đít thôi. Unjammed the UAV. Slave it to Briggs' offset. Zeke's gonna want to take the plane intact. Only way to keep us on the ground is to knock out the enemy. Nhiều thuật ngữ quá, nói đéo hiểu gì cả. Đây rồi. Mày, ôi, đéo trúng. Đéo trúng này. Đéo chúng mày. Đéo chúng này. Mày. Chết. Offline. Ôi, còn bên này nữa, mẹ đông thế. Mẹ, bọn này mẹ đéo hiểu quân của bọn nào, mẹ phục kích kinh vãi. Về tới nhà mẹ còn chưa kịp ỉa đái, mẹ đánh răng đánh lợi, mẹ ăn uống đã mẹ bị phục kích rồi. Chết rồi, nhanh. Đi, chết rồi. Gần tới rồi. Mày.
Hỗn. Mẹ đông thế. Mẹ đông này thì lại phải làm sao? Hả? Đông thế này thì phải biết là như thế nào? Hả? Chúng mày muốn gì ở tao? Hả? Hết chưa? Đủ, chưa hết hơi lạ. Xong. Ốp, vẫn còn địch mẹ. Phải bay ngay, bay đi. Lên nóc nhà là bắt con gà. Ôi, để lại mẹ đằng sau mẹ. Căn nhà mẹ kiểu mẹ vùng đất hoang tàn. Thì mình không ngờ là cái đoạn sau cái đoạn cutscene thì mình, theo mình thì kiểu như là theo mình nghĩ thì cứ mỗi cái đoạn cutscene thì nó lại thì nó mới hết. Cứ mỗi một đoạn cutscene là nó sẽ hết một cái episode của game. Thì cái lần này mình không nghĩ, mình hơi bất ngờ bởi vì nó có thay đổi một tí theo cái phong cách của nó. Thì lần này là sau cái đoạn cutscene thì chúng ta lại bị mai phục và chúng ta lại phải chơi tiếp. Vậy nên là mình đoán đây là nó chỉ là một cái part nhỏ nhỏ thôi. Thì mình đoán là sau khi các bạn xem cái phần này xong thì mình sẽ up ngay một cái phần tiếp theo lên để gọi là tạ lỗi với các bạn. Thì các bạn sẽ không phải chờ đợi sang cái part sang phần tiếp sau, sang phần tiếp theo quá là lâu dài nữa, đúng không? Thì đấy, thì sau phần này các bạn sẽ thấy ngay một cái phần sau, sẽ thấy ngay một cái phần part tiếp theo mình chơi ngay. Ok. Vậy mình đoán là chào các bạn nhé.